Ngày 30 tháng 10, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an tổ chức lễ ký chương trình phối hợp và phát động tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng công an nhân dân năm 2023. Đồng chủ trì và chỉ đạo buổi lễ có giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại buổi lễ, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp hai bên nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình của Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Công an về xây dựng đơn vị học tập, xã hội học tập, hai đơn vị phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật, triển khai thực hiện các nội dung phối hợp trên tinh thần thống nhất, trao đổi, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi bên thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhận định, Bộ Công an có nhiệm vụ hết sức nặng nề, được giao làm nòng cốt đảm bảo cho cuộc sống của nhân dân được bình yên trong điều kiện hết sức phức tạp. Việc học tập nâng cao trình độ là vô cùng cấp thiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó. Theo đó, Hội Khuyến học Việt Nam với nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của mình sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nhằm thúc đẩy sự học của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và hội viên Hội Khuyến học để mỗi công dân trở thành công dân học tập, tiến tới công dân toàn cầu. Cơ quan Bộ Công an và cơ quan Hội Khuyến học Việt Nam trở thành đơn vị học tập. Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Quốc Tỏ cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có kế hoạch số 355 ngày 8 tháng 7 năm 2022 triển khai chương trình đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời và xây dựng đơn vị học tập trong lực lượng công an nhân dân đến năm 2030. Trong đó có nhiệm vụ, giải pháp tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập suốt đời gắn với tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam. Hai bên đã xây dựng thành công chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, khuyến đọc, xây dựng xã hội học tập trong lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết. Hội Khuyến học Việt Nam sớm chỉ đạo đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ làm đầu mối chủ động, tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai chương trình đi vào thực tiễn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối của Bộ Công an làm tốt công tác tham mưu với vai trò thường trực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình khi cần thiết. Ngoài ra, cần tập trung đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò học tập suốt đời, triển khai các hoạt động của tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị cho các thư viện, phòng đọc, tủ sách, tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến đọc, các mô hình học tập suốt đời, góp phần xây dựng năng lực tự học cho cán bộ, chiến sĩ hiệu quả, thiết thực và báo cáo kết quả theo quy trình. Tại chương trình, Bộ Công an đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của Công an nhân dân năm 2023. Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam tặng sách giữa hai đơn vị, tham quan triển lãm sách, ảnh tại khu trưng bày hội sách, hội trường lớn Bộ Công an.